Intel ra mắt vi xử lý thế hệ 14. Intel vừa chính thức ra mắt với dòng vi xử lý thế hệ 14 mới với phiên bản hàng đầu Core i9 14900K, có 6 phiên bản vi xử lý dành cho máy tính để bàn, không khóa xung. Phiên bản cao nhất sở hữu 24 nhân, 32 luồng và tốc độ xung nhịp 6 GHz. Đáng chú ý, i7 14700K đã được bổ sung thêm 4 nhân i-Core tiết kiệm điện năng với 20 nhân và 28 luồng so với thế hệ trước. Ngoài ra, ứng dụng Extreme Turning Utility của Intel giờ đây sẽ được bổ sung thêm tính năng AI Assist hỗ trợ từ AI. Nhờ vậy, người dùng có thể thực hiện ép xung các vi xử lý dành cho máy tính bàn không khóa xung Intel Core thế hệ 14 chỉ qua một thao tác dưới sự hướng dẫn của AI. Phó Chủ tịch và Giám đốc điều hành phụ trách mảng PC và máy chạm của Intel chia sẻ, kể từ khi ứng dụng kiến trúc Hybrid, Intel đã và đang liên tục nâng cao hiệu năng của máy bàn. Với các vi xử lý Intel Core thế hệ 14, chúng tôi tiếp tục chứng minh tại sao những người đam mê công nghệ luôn sử dụng những sản phẩm của Intel để có được trải nghiệm máy bàn tốt nhất.